cô nương hãy trao báu vật lại cho tôi. Ông là ai? Tôi là môn hạ của Lý Tổng Binh, về Hoa Nam xin viện binh của Văn Nguyên Soái. Viện binh đâu mà tướng dương thất thủ và phụ thân tôi vừa gục chết đau thương. Với nhau danh dự nghiệp của kẻ cầm mà cung phải trả nợ quê sầu tuyệt vọng, một thân gái dầm trường tan tác cả linh hồn. Xin chia buồn cùng Lý cô nương, một dòng máu liệt quanh. Xin cô nương hãy trao cho tôi bảo vật rồi cùng trở lại Hoa Nam. Lý cô nương, chớ làm trao bất mật đồ cho quân Mông Cổ. Nhà ngươi phải chết. Xin cảm ơn ông. Ông đây là Cao Nguyên Bình, đệ tử của Lôi Phong Kiếm Dương đại nhân. Dạng hành, xin cảm tạ Cao huynh. Lý cô nương, nhiệm vụ của cô nương còn nặng nề lắm. Từ đây về đến Hoa Nam còn xa dự viễn. Cô nương hãy sớm lên đường, tại hạ sẽ ở lại đây chặn đường quân Mông Cổ. Đã trễ rồi, người Mông Cổ đã có mặt khắp nơi. Tứ quái trận bắt đầu. Tuân lệnh. Hãy đuổi theo. Phải, bức mật đồ đã vào tay ta rồi. Các người hãy về tâu lại với Dương gia, ta sẽ về sau. Nhưng quận chúa ở đây một mình. Hãy vâng lệnh ta. Vâng. Chủ quan, hãy cho ta một giờ rồi. Chủ quan, hãy cho ta một giờ rượu nóng. Sơn ca, Dương Bích Tuyền, sao hôm nay em lại đến nơi này? Không phải hôm nay, mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quan văn, dõi mắt trời xa chờ đợi một bóng người. Tuyền muội chờ ai? Chờ một người trai đã mấy trăng xa hàng phong cốc, để một mình em giữa núi rừng yêu quạnh nghe cô đơn triệu nặng linh hồn. Hàng phong cốc vắng anh, cây đá cũng nghe buồn. Những ngày cuối thu sương lam mờ đỉnh núi, em âm thầm trong đợi một người xa. Nhưng bên em chỉ có gió heo mai trở lành, một cánh chim về muộn cuối chân mây. Người đi từ đó vào sương gió đã mấy mùa trăng cách biệt rồi. Dương Bích Tuyền, em cô đơn và buồn bã đến thế, còn đại sứ ca đâu, sẽ không an ủi dỗ về em? Đại sứ ca vẫn an ủi dỗ về, nhưng lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ. Vì em đã yêu anh. Bích Tuyền ơi, em hãy nhìn kia một nụ hoa hàm tiêu sắp mở hồn ra mà trải nắng dầm sương. Lòng ngất say chờ gió đợi tỏa hương mà vội vã không về được mưa mai gió chương ôm trọn mộng. Trời rực rỡ khoảng cách quá xa xôi càng đau tâm sự tắt ánh mặt trời là xa.
sợi xác cánh hoa sung. Kìa, đại sư ca, đại sư ca đến từ bao giờ? Đến đây từ lúc em gục không? Đại ca có nghe gì không? Đại ca nghe thèm một bình rượu ấm. Đại ca nghe thèm một lời tâm sự giữa sương khuya. Đại ca, gặp tiểu đệ đại ca không mừng sao? Đại ca mừng lắm chứ. Thôi, tiểu đệ biết rồi. Tiểu đệ đã vô tình làm đại sư ca buồn bã, nhưng lòng của tiểu đệ lúc nào cũng thương tưởng đại sư ca. Như một thâm tình đã sớm kia, dù mai xem Bích Tuyền như một người em gái mà thôi. Sơn ca, em đừng nói gì nữa ca, hãy theo đại sư ca về Hàng Phong Cốc. Đại sư ca, thưa giùm cùng sư phụ, em sẽ hoàn thành sứ mạng chiếm lại nửa Bức Mật Đồ. Chúng ta về đi Tuyền sư muội. Sơn ca, chủ quan, tới chừng nào tôi mới có rượu uống? Đồ tiểu quỷ, bài đã thất tình rồi uống rượu giải sầu giải muộn đi chỗ khác chơi. Cái ban chủ Phùng Lão Bối, đừng đóng kịch với tại hạ nữa. Chưa uống rượu mà đã sai, nói bậy nói bạ. Xuất chiêu. Dừng tay lại. Gậy đánh chó đã xác nhận địa vị của Phùng ban chủ rồi đó. Tổ bà đó, ta mắc kế cái thằng quỷ nhỏ này rồi. Mày là kẻ đầu tiên lừa gạt được tao. Ở đó đi, tao đem rượu quý ra mời khỏi trả tiền. Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay? À, tốt lắm. Uống rượu mà thiếu bằng hữu thì rượu cũng mất ngon. À, xin mời quân đại an tọa. Rượu đây. Rượu hoàng cúc mà uống bằng chung phỉ thúy thì uống mãi quên thôi. Tao nói nó ngon. Ủa, còn thằng nhỏ nào đây? Dạ, đây là người bạn mới của tại hạ, sẽ cùng chúng ta đón ẵm hôm nay. Sao không rủ luôn bà con cô bác mày tới đây luôn thầy? Rượu lúc này mắc lắm nha con. Thôi, nếu Lão Bối không bằng lòng thì tụi này đi tìm chỗ khác uống. Dừng lại nhỏ, tao không cho mày đi đâu hết. Ở đây uống rượu với tao. Uống rượu với ông không có gì đi thu. Uống phải có bạn có bè mới có người vui ấm. À, phải không huynh đài? Dạ dạ đúng vậy, như vậy. Tao nói mặt tao, uống thì cứ uống. Nếu hết bầu này, tao kiếm thêm bầu khác nữa. Vậy phải tốt không? Quỳnh đại hãy uống đi cho vui và kẻ đại đồng. Một chúng rượu thêm tình, hai chúng mình sẽ là bạn tâm giao. Thật là một lũ ranh con, sao vô phép quá chừng. Tao chú ly nào nó đã uống sạch chân.
Khoan, hãy uống đi các ông và các bác, tôi cho già này rót hoài và rót mày. Hãy tiếp tục uống thêm cho men rượu say nồng, sai cho thấm đẫm nghĩa kim bằng. Trời hỡi ông trời, nó không thèm nói tới mặt luôn. Tụi mày ở đó uống đi, ta đi kiếm thêm ít bầu nữa. Tại hạ tên Tần Lĩnh Sơn, xin quân đài cho biết cao danh quý tánh. Ê, sao đại quân lại choàng vai tiểu đệ? Có làm sao, chúng ta sẽ cùng nhau kết nghĩa. Ý không được đâu tiểu đệ, vậy sao kết nghĩa được? Tứ hải giai huynh đệ mà. Đại huynh, đại huynh làm nhục tiểu muội rồi đó. À, thì sao huynh đài là gái? À, tại hạ muôn vàng đắc tội, bây giờ xin cáo biệt. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc, Sơn ca đành dối giả bỏ đi sau. Hãy ở lại chia nhau vài mẫu chuyện, rồi sáng mai mỗi kẻ một phương. Trời có gì chướng bận nhau đâu, chia sớ chút tương sầu. Có lần đầu tiên mình gặp gỡ, hầu lưu giữ sau này Sơn ca sẽ hiểu. Còn bây giờ? Bây giờ chúng ta là đôi chim nhỏ, vừa chắp cánh bay vào khoảng tối mù xa. Phen này thì lão cho bọn bay gục hết. Ủa, còn con nhỏ nào đây? Đây là bạn gái của tại hạ. Từ giờ tới mai mày còn rủ tới đây mấy chục mạng nữa mày. Bộ rượu không có giống sao mà một chút mày dẫn tới một đứa, một chút mày dẫn tới nữa. Lão bảo hãy an lòng, đây là người bạn cuối cùng của tại hạ, và tuần rượu này
là tuần rượu chót của đêm nay. Đây là chúng rượu ân tình sao cuối, tặng cho người lưu niệm đến ngàn sau. Thôi nhé, đêm nay trời trở gió. Có cơn bão nhỏ rớt đâu đây, ta nghe rượu đắng lời tâm sự. Mai mốt em về ta vẫn say. Tổ bà bọn nào tới đây phá vỡ cuộc vui? Để đó ta đâu phá. Quân Mông Cổ, anh phải tiếp tay Phùng Lão Bối. Sơn ca, đừng giết họ. Tại sao? Tại vì họ không phải là kẻ thù của Tiểu Mùi. Khốn nạn, từ đây về sau ta với nàng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sơn ca, quận chúa, sao quận chúa lại quyến luyến với một gã con trai người tóc? Đó là quỷ kế của ta, hắn sẽ sa vào lưới rập. Chính quận chúa sẽ sa vào lưới rập ái tình. Câm, các người hãy đi hết đi, đi hết đi. Có lẽ gã nói đúng, chính ta mới là kẻ sa vào lưới rập. Sơn ca, Sơn ca ơi, tình yêu đã giết chết bao xuyên rồi. Sơn môn của gia sư thật là một điều vạn hạnh. Gió lành gió dữ vạn hạnh và thập hạnh cho con mẹ gì. Ta tìm đến trao cho sư phụ mày cái củ nợ này cho rồi. Thập cấp thì dễ gì mất được đâu. Đâu mất rồi kìa, nửa bức mất rồi. Tội cha nó cái thằng tiểu quỷ này chứ không ai hết. Lão tiền bối nói sao? Nửa bức mất đồ rồi. Rồi cái thằng tiểu quỷ nào mà vãn bối không hiểu gì hết? Tổ cha nó, cái câu chuyện của ta mới xảy ra từ hôm qua. Câu chuyện gì xảy ra với tiền bối? Chuyện từ hôm qua mới vừa xảy ra. Ta nghĩ mà ta đi tức thua đi một thằng trẻ con, phải đẩy nó mấy bầu rượu ngon. Xin lão tiền bối thấy dằn lòng nóng giận và nói cho vãn bối rõ đầu đuôi. Chuyện như vậy mà dằn sao được, ta thu mua cái thằng lãnh con quỷ quái, nó lừa ta mà lấy mất bức mật đồ. Trời ơi,
mặc đồ mất đi thì hy vọng hơn chết cũng không còn, thảm họa cái xé tâm hồn, tại hạ phải đi tìm dù gốc biển chân mây. Khoan, nhỏ ơi, con chưa đủ sức đủ tài, nhưng tôi có một tấm lòng. Một tấm lòng thì có được gì đâu. Bộ mày muốn để cho con bé Lý Hồng Nguyên ở giá sao mà định chạm mặt với tụi nó? Ở đây đi, để ta đi tìm cái thằng chó chết cho. Đợi một chút, con nhỏ Lý Hồng Nguyên nó tới bây giờ. Kìa, Bích Tuyền sư muội, sao em cứ mãi âu sầu ủ rũ? À, nghĩa là em vẫn còn thương nhớ nhị sư ca. Phải, làm sao em quên được? Làm sao em quên được? Cũng như anh, làm sao anh quên được tâm sự một người lỡ cuộc, đừng bơ vơ trên bến giăng đợi đò sang. Đại sư ca, đại sư ca đừng nói nữa. Đừng làm sao được? Đó là tâm sự cô đơn của kẻ sầu thương nâng niu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mù xa như sương khói quyền lưng trời. Xin lưu giữ cho nhau chút mộng mị trong đời, rồi mai đây anh sẽ ra đi vĩnh viễn rượu đắng trên trong tim một lần thôi. Xin em hãy lưu giữ chút tình đơn món gọi là niềm an ủi kẻ ra đi, hãy để cho anh nhìn trọn một lần. Xin giữ trọn một hình ảnh mà anh từng chắc chiều thương nhớ âm thầm. Đại ca, xin đại ca đừng nói lời tuyệt vọng, lòng em bao giờ cũng quý mến đại ca. Cảm ơn sư muội, nhưng càng ở lại anh càng buồn khô. Hãy để anh rời bỏ dùng kỷ niệm đau thương. Đại ca, đại ca định đi đâu? Chưa biết rằng sẽ đi về đâu, nhưng xa lắm. Còn nơi đây, nhị đệ sẽ trở lại với em. Anh là kẻ thừa thãi đáng thương. Xin gia biệt. Cao huynh. À kìa, Lý cô nương. Em đã tìm kiếm Cao huynh suốt mấy đêm ngày, gặp được Cao huynh em mừng hết sức vậy đó. Cô nương tìm tôi có việc gì chăng? Có chứ. Ờ, việc gì thế hả cô nương? Dạ việc. Ủa mà Phùng sư bá chưa nói sao? À, có nói gì đâu. Vậy thì em nói ha. Vâng. À, mà thôi đừng nói nữa. Lý cô nương ơi, tôi đã trót yêu rồi. Cao huynh đã yêu ai? Tuyền sư muội của tôi. Trời ơi, tôi lặn lội về đây tìm kiếm Cao huynh với một tâm tư đầy thương nhớ. Nhưng ước mong từ đây đành gửi theo mây theo gió lạnh xa. Xin đừng quá ưu tư buồn thảm, vì lòng tôi không thảm buồn nào khác cô nương.
làm sao hở câu huynh. Nghĩa là tôi với cô nương cùng mang chung niềm tâm sự của hai kẻ vừa yêu vừa khổ lụy giấc mơ đầu. Mong mày yêu đương xin gửi lại cho đời, tôi sẽ vẫn là một cánh chim đơn lẻ bỏ lại sau lưng những kỷ niệm thân yêu. Xin Lý Hồng Miên hãy quên bỏ tôi đi để gìn giữ tương lai nhiều mong đẹp. Đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác lá rụng quanh đường. Cao huynh, xin đừng để đau thương làm hao mòn nghị lực. Đừng đến quá thảm buồn vì yêu đương tuyệt vọng, để đặt hết tinh thần vào đau khổ của quê hương. Xin đa tạ những lời vàng ngọc của cao huynh đã đánh thức tôi sau một cơn mê ngủ. Tôi sẽ đem niềm đau riêng tâm sự mà tìm quên trong niềm đau chung của non sông. Xin tạm biệt cao huynh và mọi người. Lý cô nương, Lý cô nương. Nhị sư ca, Tuyền sư muội lại đối xử tệ bạc với cao nguyên mình đại sư ca. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không nghe lời dặn bảo của ngu ca? Tại vì nhị sư ca không thấy em đang buồn khổ đấy sao? Tần Lĩnh Sơn, sao ông không nói một lời an ủi người ta? Kìa, quận chúa Mông Cổ. Phải, tôi đến đây để đòi ông một món nợ. Nhị sư ca, tại sao sư ca làm như vậy? Ngô ca có làm gì đâu. Nhị sư ca làm gì mà lại đi vay nợ của người Mông Cổ? Hồi nào đâu? Hồi đó đó, ông quên rồi sao? Quên cái gì? Một chiều khi lá cối thu rụng đầy trên thảm cỏ, khách diễn hành quên cả lối về xưa, tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn xao xuyến kẻ lên đường. Và bóng chiều sương lạnh buồn sương, rồi ông nói gì nhớ nhớ thương thương, làm cho tôi xúc động tâm hồn. Trời ơi, đâu có tội tình gì. Thôi ông ơi đừng dối gian cái chui, ông yêu tôi trọn đời, rồi bây giờ ông quên bỏ. Đó, nhị sư ca, nhị sư ca còn định lừa em chi nữa. Đâu có, mùi à, thật là quá. Đại hãng bắt buộc quận chúa phải lấy cho được nửa bức mặt đồ nổi hôm nay. Lui, xin tuân lệnh. Tần Lĩnh Sơn, ông có nghe không? Những thiên sứ Mông Cổ đang dây chặt Hàng Phong Cốc. Ông chỉ có một con đường để thoát mà thôi. Lại giao nạp cho ta nửa bức mặt đồ. Giao nạp nửa bức mặt đồ cho người Mông Cổ? Không, không bao giờ. Tiền mũi, em hãy vào ẩn trong sơn động để anh chống ngăn bọn thiên sứ Mông Cổ. Không, em ở lại cùng nhị sư ca. Chỉ làm bận bịu cho ngu ca, hãy đi đi. Lĩnh Sơn, lần chốt tôi khuyên ông hãy giao nạp nửa bức mật đồ, tôi hứa sẽ bảo toàn sinh mạng cho ông. Vô ích, quận chúa hãy xem đi. Quận chúa đã rơi khăn bao mặt. Ô kìa, hồ muội. Sơn ca, hồ muội của ta lại là quận chúa Mông Cổ. Thôi, bây giờ thì không còn gì nữa, nợ của bà tôi xin trả đủ hôm nay. Sơn Lan Bảo Xuyên ơi, chúng ta là
sa mạc quê hương gió cuốn bụi mù. Tôi còn sông núi trung nguyên qua vàng lá thăm. Loài nhãn từ phương Nam còn chở sầu về miền Bắc. Nhưng duyên tình mình đành vĩnh viễn chia xa. Hỏi qua ngã nghiệt chút niềm yêu dở dang, từ bây giờ cho đến bao giờ niềm thương nỗi nhớ mộng bơ vơ, chia đôi tâm sự gửi về ai theo gió mây. Nhìn nhau giây phút này rồi mai ly biệt, ta từ nhau hẹn kiếp sau. Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa, với mùa thu cũ chắc kêu dòng nước nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ từ bao giờ. Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời, tình yêu ấy không còn lưu giữ được bận biểu làm gì, chỉ buồn người ba thêm thôi. Bảo Xuyên ơi em còn có quê hương Mông Cổ chi cát vàng sa mạc quang du, anh còn đồng cỏ trung nguyên nhiều mến, chôn chặt muôn đời với bên nước đi phù sa. Bỏ biên cương, anh và em hãy đưa nhau về một phương trời khác. Bảo Xuyên ơi, mối tình của chúng ta không đoạn cuối, càng gặp nhau càng khổ hận nhiều hơn. Xuyên muốn nhìn lại anh một vài giây phút nữa, cho niềm ưu tư rơi bớt ở lòng em. Em hãy nhìn đi, này mắt, này môi, này bàn tay lưu luyến, xin một lần lao lệ tiễn đưa nhau. Khóc nửa đêm cho tim anh ướt lệ tình yêu, nghe dịu dịu bên tai từng hơi thở, như ngập mì ngừng như nức nở nỗi niềm đau. Đó là lúc mình không còn gì cho nhau nữa, âm thầm chấp nhận mùa chia ly. Có mùa thu với từng chiếc lá rơi buồn bã, và một dòng sông đưa tiễn xác qua mèo. Sơn ơi còn gì nữa, Linh Sơn ơi, hãy nép vào anh truyền hơi thở chót em về bên ấy gió và mây. Quê hương Mông Cổ sâu quán tịch, trăng nước giang nam ngấn lệ đầy. Sơn lan hồ muôn kia đứa bức mà con đã vào tay Mông Cổ, hãy trả lại cho ta. Không bao giờ, vì tôi sẽ chống ngăn để bảo vệ nửa bức mật đồ này đem về cho Mông Cổ. Ta sẽ giết hết người Mông Cổ để cướp lại nửa bức mật đồ. Sơn Lan, chàng sẽ giết cả em sao? Bảo Xuyên, Sơn ca. Thu hồng nào ngăn lối, tình yêu tôi đã rời kẹo sơn, đành xa cách nhau từ đây. Đôi
giờ ta từ phút giây ngàn thu ngăn cách riêng mang khổ sầu giọt nước mắt ta dứt tình đành quên vào trong cát bụi còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu về bóng nhiên sao đôi mắt lệ lại đầm đìa nhớ linh cảm một mùa xuân đã chết tôi qua niên rồi trong lành xuân mồ sâu hai đứa sẽ xa nhau đường sông núi cách ngắn hai trận tuyến em không biết có được quay về nơi xa mạc hay phải vùi thay nơi đất lạ quê người mai một chia ly đời đôi ngả nửa bức mật đồ mộng lớn của người Mông Cổ vì tình yêu em trả lại cho anh Hồ Mùi. Tâu quận chúa đã phản bội lại quyền lợi tối cao của người Mông Cổ rồi. Ngươi đâu hiểu được ý định của ta. Ta muốn trao lại cho hắn là để theo dõi mà tìm ra nửa bức mật đồ còn lại. Lúc đó chỉ cần ra tay là ta chiếm trọn bức mật đồ thì kho tàng ắt sẽ về ta. Tâu quận chúa, có thật như vậy chăng? Hay rồi sau nửa bức mật đồ quận chúa sẽ trao luôn cho hắn trọn trái tim tình, rồi chúng ta biết nói sau đây trước đại hạ. Đừng lâu thôi, có việc gì rồi ta sẽ về chịu tội trước thiên triều và phụ hạ. Hãy đi đi. Xin tuân lệnh. Sơn Lan, tình yêu của em là thế đó, Sơn đã dạy của em thêm một món nợ nữa rồi, nhưng em không đòi lại Sơn đâu. Vĩnh biệt. Đừng lo ngại một vết thương nhỏ mọn, dẫu cho tôi có phải vì quận chúa mà tan nát cả thân danh. Tôi dám nào, tôi tiếc
xa gì một vết thương đau kim. Một vết thương nặng hơn nhiều mà tôi còn mang mệnh chẳng rên thang. Bạch Long Sứ, ông nói gì? Đừng lo ngại cho tôi, quận chúa hãy lo cho thân phận của đời mình. Có nhớ chăng sư lệnh thiên triều gửi đến, quận chúa đang hoàn thành vì quân pháp bất dĩ thân. Người muốn nhắc ta sư lệnh của thiên triều? Vâng, đây là mật chiếu của Kha Hãn. Hồ Bảo Xuyên, theo cấp báo, con đã phạm nhiều lỗi lầm trọng đại, đi ngược với quy điều Mông Cổ, tội đáng tử hình. Nhưng muốn đoái công chuộc tội, con phải tìm cho được trọn bức mật đồ giao về Mông Cổ. Nếu con không làm tròn sứ lệnh, thì phải cấp tốc trở về quan ngoại để thọ tội trước thiên triều. Trời ơi, phụ hoàng! Bây giờ quận chúa chỉ còn có một con đường chọn lựa, hoặc vì tình yêu, hoặc vì sứ mạng thiêng liêng của người Mông Cổ. Phải, ta đã chọn lựa rồi. Cho ai? Cho quê hương Mông Cổ. Bạch Long Sư, hãy triệu lệnh các thiên sứ mai phục kỹ càng chờ lệnh ta, để ta giết một người và đòi về ta một món nợ. Quận chúa, hãy tuân lệnh ta. Xin tuân lệnh. Quận chúa, quận chúa ơi, mà tương xin cúi đầu tuân lệnh. Đêm nay trời bỗng lên cơn bão nhỏ, ta phải về đâu? Ta sẽ về đâu? Tình yêu đã mất, mộng mị tan rồi, đường giống rủi một mình ta cô độc. Nào, thằng nhỏ này xạo quá ta. Tao cô độc hay là mày cô độc? Tôi cô độc. Vậy chứ nhỏ nào đây? Phùng Băng Chủ kỳ quá. Cái gì kỳ? Cao huynh. Cô nương, tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình ảnh một người yêu. Nhưng người ấy không yêu lại Cao huynh, người ta đang theo đuổi một bóng hình nào khác. Vâng, đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hận trách. Vậy thì Lý Hồng Miên đừng dội trách tôi là một kẻ vô. Tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi, tôi lủi thủi đi vào trong mưa bão như một tân hành thất lạc loài cô độc, không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn. Cao huynh ơi, em hiểu rồi tâm sự của Cao huynh, nỗi niềm đó em cũng đang mang trong tâm tôi. Phải rồi, mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chia nhau niềm đau xót. Hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bâng khuâng rồi cảm lụy. Bỗng nhiên theo mây sầu trở lạnh, chợt nhớ mùa thu đã chết rồi, kẻ diễn hành trong cô độc chẳng có người yêu mai áo ngự hàng. Cao huynh ơi, đây là tiếng nói sau cùng của một kẻ
trọn đời mang khổ lụy. Tình yêu đó em đành dối vàng trả lại, vừa hé nghĩ dối phai tàn, đó là số phận của phù dung. Lý Hồng Miên, Cao Nguyên Bình. Đó, thông cảm nhau rồi phải không? Vậy thì ta đi chỗ khác chơi, chợ đây hơi dư. Phùng lão bá, người ta có nghĩ gì đến con đâu. Thôi, mình đi lão bá. Trời đất ơi, khi không được nó bắt tôi dẫn nó đi tìm thằng nhỏ. Tìm được rồi, nó lại bắt dẫn đi. Ủa tao dễ sai lắm hả? Đi lão bá. Đi thì đi. Vĩnh biệt, Cao Huynh. Lý Hồng Miên. Đừng tiếc nuối, hãy trở về với đại cuộc hôm nay. Quận chúa Mông Cổ. Phải, ta đã biết rõ tâm sự tráng sĩ. Ta muốn giúp tráng sĩ một tay mà tranh giành tình yêu. Bằng cách nào? Quý phục Mông Cổ và giết giá lệnh Sơn Sơn. Giết lệnh Sơn và quy hàng Mông Cổ. Không bao giờ, vì đó là ước vọng của ta. Đừng bày trò xáo thịt nồi da. Nhà ngươi thật là cụ cờ ngu dại. Thảo nào mà chẳng để mất tình yêu. Cứ lẩn quanh trong vùng tuyết vọng. Ta chấp nhận rồi điều đau thương buồn khổ. Thà vậy còn hơn để họ chịu đau buồn. Một là quy phục thiên triều. Còn hai? Còn hai là phải chết tại nơi đây. Quy hàng Mông Cổ, điều đó chẳng có bao giờ. Ta đây đã quyết định rồi, không có gì thay đổi được đâu. Thiên sư ra tay. Ngươi đã lọt vào tầm lưới sắt kiên cố rồi. Thân ngươi giờ đây đã nằm trong tay ta. Đồ hèn. Bọn Mông Cổ, hãy giết ta đi, chớ đừng mong ta hàng phục. Hãy giam gã vào thạch động chờ lính ta. Tâu quận chúa. Gì nữa đây? Tôi vừa nhìn thấy một hạ cát trong mắt quận chúa. Nhà ngươi muốn nói gì? Tôi muốn nói quận chúa bắt đầu thương yêu nói sông Trung Quốc mà quên sa mạc cát vàng và gió ngựa Mông Cổ liệt cao quanh ôm chọc không trời xanh. Bạch Long Sứ, ngươi quên địa chỉ của ngươi rồi. Sao quần nương không giết tên giặc khăn mọi người rồi sẽ tài tôn nơi đây cả Bích Tiền và Tần Lính Sơn. Vì mật đồ đang giấu giữa chùa quan. Người muốn trái lệnh của ta chăng? Quân nương ơi, lòng của kẻ hầu hạ tôn thờ chỉ biết có một điều là nhất nhất tuân theo. Kìa, có người đến, tôi hãy tìm chỗ ẩn cho mau. Đại sư ca, ngôi chùa này quang vắng quá. Chuyện chinh ly loạn đã làm cho quê hương mình điêu tàn và hoang vắng. Bao giờ mình trở lại Giang Nam? Khi đã tìm xong trọn bức mật đồ và phải tìm cho được đại sư ca. Nhưng đại sư ca đã ra đi biển biệt. Dù góc biển chân mây, ta cũng phải tìm cho được. Để làm gì? Để cho đại ca hiểu được tâm tình của anh mang mệnh. Và cũng để cho đại ca cùng sư muội vui chân sanh bước chung đôi trên đoạn đường trần cả hai không phải lẻ loi. Nghệ sư ca nè, mũi hai nghe anh đừng ngắt lời chân thành hôm nay con lời. Là cùng bên em
anh đã quên rồi hay sao? Lời anh đã hứa anh làm gì sao quên được bao giờ, khi bên em đã có anh yên bình đủ sức lo lường an nguy. Anh cần bình yên thủ hộp thành đôi phong kim trần mới đủ sức mà đương cử bọn rợ mong. Hầu bao dễ lẫn nhau trong cuộc hành trình về giang nam. Trời, trời ơi! Tuyền Mùi ơi, em mới hiểu cho anh. Anh đã nặng lòng yêu một cô gái khác và mối tình quằn quại chưa biết sẽ về đâu. Nhị sư ca, nhị ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai. Bảo Xuyên quận chúa. Trời ơi, nhị sư ca đã yêu một người con gái đang dẫn quân về chà nát quê hương xứ sở, thì còn gì đâu ước vọng tình yêu mà em hoài mong chờ đợi thuở ban đầu. Sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng Tuyền sư muội phải lấy chồng để cao nguyên mình được hiểu rõ lòng anh và sư phụ cũng yên lòng nơi chân suối. Vậy sư ta ơi, nếu mộng của tình yêu có thể đổi thay muôn chiều trăm mong, thì người ta khổ đau vì tuyệt vọng và mũi đau hờn tuổi giữa thời xuân. Đêm qua nằm mộng thì một cành hoa dở, mũi biết mình sẽ khổ vì yêu, như một loài hoa vô phận và số, chỉ sinh ra trong khoảng khắc rồi lại vội tàn. Thôi em đừng giận dơ, hãy lo hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Theo lời sư phụ thì ta xoay chữ vạn giữa ngực bức tượng Phật sẽ thấy được chỗ giấu nửa bức mật đồ còn lại. Ta đã có trong tay trọn bức mật đồ, thế là ta đã hoàn thành ước nguyện mà sư phụ đã nặng lòng lo lắng ưu tư. Nhị sư ca, sáng mai chúng mình hãy về giang nam thật sớm. Không, muội phải cắt tóc trở lại thành Tương Dương để tìm cho ra đại sư ca. Trời ơi, muội biết tìm sao ra đại sư ca biệt bóng phương trời. Bây giờ em hãy tìm đến Phùng ban chủ, nói Ngu ca cần tìm đại sư ca, ông ấy sẽ lo lắng hết cho em. Nhưng còn anh? Anh sẽ chờ đợi em tại nơi này, em hãy cố gắng về cho thật sớm nhé. Thôi em đi đi. Thưa vâng. Sáng mai này ta trở lại giang nam, đường cuối cuồng mịt mờ chân diễn xứ, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi kỷ niệm cũng mù xa, Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu, ta với
mới đầu trên đã thèm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng. Tại sao em lại là người Mông Cổ? Hãy theo anh đi xa vùng trời đất này để được trọn vẹn yêu nhau. Ngủ đi anh, hãy ngủ đi một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ. Rồi đứng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mộng mị đêm nay rồi xa cách trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt, đêm cô liêu phố lạnh mây chùa quang, chỉ còn giây phút nữa mình sẽ xa nhau như mùa thu chết lần trên sắc lăng, làm náo nùng trời gọi mấy cành khô, và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là mộng ảo. Quận chúa, xin quận chúa hãy gạt bỏ tình riêng mà lo tròn nhiệm vụ. Vậy bác phải gì nhiệm vụ, gì quê hương đất nước, hãy lui ra. Quận chúa còn chần chờ gì nữa chứ? Hãy cho ta xin một vài giây phút nữa thôi. Thưa quận chúa, mà tôi biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng, nên giây phút này đây là một giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao tròn kẻ sắp lên đường, để kết thúc một mối tình thơ mộng của hai người trong cuộc sắp ly tan. Thì tôi quận chúa hãy ráng giữ cho tròn đêm tống biệt, mà tương có thể chờ đợi đến bình minh, và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nói liền nhiệm vụ với tình. Sứ, hãy đợi ta đến bình minh, ta sẽ thi hành giết tên giặc Tống cướp lại bức mật đồ. Được rồi, hãy lui ra đi. Lĩnh Sơn, Lĩnh Sơn ơi, chúng mình đã đến giờ vĩnh biệt, hãy cho em nắm lấy bàn tay và ôm em nhìn anh một lần sau cuối. Ba, thì ra là bà đến đây định hành thích ta chăng? Không. Bà định lấy trọn bức mặt đồ? Không. Bà nên nhớ, hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hoặc bà chết vì quê hương Mông Cổ, hai chúng ta chỉ có thế mà thôi. Thì ông còn đợi gì mà chẳng tuốt kiếm đi. Tôi đang chờ hành động của bà trước. Được lắm, các thiên sứ đâu? Khoan, hãy lui vào trong chờ ta giây phút nữa. Thưa quận chúa, trời đã sắp bình minh. Bạch Long Sứ, hãy vào trong và cho thủ hạ mang cho ta một bình rượu với hai chung. Thưa quận chúa, hãy đi ngay. Xin tuân lệnh. Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc. Điều gì nàng cứ nói. Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ. Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa
ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quán lạnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt. Rồi sau đó hận thù ngăn nèo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa. Thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Mà lòng anh như quất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh. Bảo Xuyên ơi, anh bùi người thương về phương ấy à. Chỉ thấy xa xa khói sương giăng mù mịt, và mùa thu đã chết đi từ hôm nào. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình.
tiện với đưa một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ca ơi, sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng thương thương, khi hai chúng ta không thù không quán, hoàn cảnh gì đâu mà cái nghiệt bảo tàng. Quyên liên mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi hồ mùi người con gái tôi yêu, và tuốt kim đi hỏi Bảo Xuyên quận chúa. Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các thiền sư đại mong, khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dướng đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn gian dần đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn ca đắng, nước mắt nào dưng sâu, ôi tôi buồn lệ tràn, rượu càng chung giá từ nâng chén lòng dưng sâu, chén chia tay giá từ mai đôi đường chia ly, men giá từ nắng sâu, rượu mềm môi cay đắng, góp kéo nồng giá từ thôi quán thù ngắn. Chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các thiền sư đại mong, khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dướng đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn gian dần đâu đây, lời tâm sự ngày nào như Sơn ca. Nâng chén nghe lòng đau, rượu mềm môi cay đắng, nước mắt nào dưng sâu, cay đắng có kéo nồng giá từ thôi quán thù ngắn đường. Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn ba tiếng người đi dạng kỹ không về.
đuổi trước triều ca. Anh có trở lại Giang Nam cuối mùa thu lạnh, xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này. Một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở một ngôi chùa quan phế cô liêu. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này. Thưa quận chúa, các thiên sứ đang nóng lòng chờ lệnh. Chờ lệnh của ta? Vâng. Sơn ca vĩnh biệt. Tử quyết trận bắt đầu. Bảo Xuyên chết. Bảo Xuyên, cao nguyên bình đại ca, đại ca đã giết Bảo Xuyên rồi. Sơn đệ ơi, ta còn biết phải làm sao khi nàng đã toan xuống tay sát hại em khi em vừa buông tay kim. Và ân tình kia dấu nặng bằng non thì nở núi sông lại thâm sâu hơn biển rồng sông đầy. Trước tình cánh đớn đau này, trên ngã rẽ đau lòng, chúng ta đành phải chọn một con đường. Cao nguyên mình thường gươm anh dẫu vô tình, nhưng đã giúp em vẹn chung tình. Chờ em đâu sẽ xuống mặt tay. Trần thế một mình em phải sống sao đây? Bảo Xuyên ơi, còn nói gì đây? Lời vinh biệt trong tay anh ôm trọn xác thân nàng, mà nghe như ôm trọn một trời tan thương. Trời cũng đang rơi lệ. Bảo Xuyên ơi, ta đành chính biết nhau rồi. Bảo Xuyên, xin nàng hãy tha lỗi cho ta. Anh yên tâm, dầu có yêu thương nhau thế nào rồi cũng có ngày này. Vì biến cương thù hận đã chia sẻ chúng ta từ bao giờ rồi. Đại sư ca, tại sao anh lại về được đúng lúc này? Anh đã bị thiên sứ Mông Cổ xâm cập, rồi sao anh thoát về đây được? Chính Bảo Xuyên đã giải thoát cho anh. Trời ơi, Bảo Xuyên! Hồ Bảo Xuyên! Sơn ca ơi, đó là định số. Em đã nói với anh từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Bảo Xuyên! Sơn ca! Sơn ca ơi, em nằm đây vui trọn viên tình, chờ nghe lời anh ru mộng. Cầm tay nghiêng dân nỗi hồng, ngủ thần tiên. Vì em về bên kia miền qua có trăng dài, cô đơn có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư vời vợi nhớ.
về. Chưa trọn yêu thương sao em đã vội chia lìa, em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết mình sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trong trái, quanh mặt nhìn mây núi chập trùng xa. Nhưng nếu đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ nào. Ru em vào giấc ngủ